có rất là nhiều yếu tố bất ngờ, có nhiều tình tiết rất là gay cấn và hấp dẫn. Diễn xuất của diễn viên rất là hay. Nó mới lạ, nó không có lập trùng như mấy phim trước của anh Victor Vũ. Nó mang một cái kết mình không thể nào mà mình đoán trước được. Mình thật sự rất là ấn tượng với diễn xuất của diễn viên Chi Bảo và đặc biệt là chị Trang Nhung. Diễn viên rất là hay, trong đó em thích nhất là chị Trang Nhung. Ấn tượng nhất là vai diễn của bé Thanh Mỹ. Thích nhất anh Chi Bảo là chị Trang Nhung nhất. Chị mình sẽ coi lần thứ hai ạ.